Kính thưa quý vị, có một đồng đạo hỏi về cái lý kiến tánh thành Phật. Thường thường thì ai cũng nói kiến tánh thành Phật hết, từ xưa nay kinh sách cũng từng nói cái câu đó. Rồi bây giờ thế nào là kiến tánh, thế nào là thành Phật? Bữa nay tôi giải cho chính xác để cho bà con dễ nắm, dễ hiểu và dễ hành. Cái tánh của mình á thì nó không hình tướng, không sắc màu, không tên tuổi, không có cao thấp lớn nhỏ, không có tròn vuông dày á, cũng không có xanh vàng trắng đỏ, thành thử ra nó kiến tánh cái không biết đâu thấy, phải không? Nhưng mà thật sự ra nó sờ sờ ở đây nè, mặc dù nó không có hình tướng gì hết nhưng mà nó điều hành được các vật có hình tướng đó. Cái thân này mình muốn đưa ra lên thì cái tánh mình nó hiểu cái thân đưa ra. Cái miệng tôi muốn nói, cái tánh nó ra tiếng cho tôi nói đó. Con mắt tôi nhìn thấy, cũng cái tánh thần tôi giúp cho tôi nhìn thấy. Cái thầy mà chết cũng đủ rồi, đâu có thấy, có nghe, có nói được đâu. Mà cái đang thấy, đang nghe, đang nói, cái đó là Phật tánh. Mình nhận ngay cái này, sống ngay cái này, tu ngay cái này, gọi là kiến tánh thành Phật. Chữ Phật là tâm, chữ tâm là cái biết. Chữ Phật là giác ngộ là hiểu biết. Chữ Phật là trùm khắp. Cái tâm mình hiện bây giờ trùm khắp bao la vũ trụ, chỗ nào cũng có nó hết. Mình tưởng đâu cái tâm ở, mình nghĩ ở trời cái nó lên trời, nghĩ xuống đất cái nó xuống đất, nó đâu mất tiêu cũng thấy không? Bây giờ quý vị đang nghĩ trên trời, đang nghĩ dưới đất, thì tự quánh cái này, cái biết làm ở đây. Trên trời nó cũng biết, dưới đất cũng biết, mà ngay đây nó vẫn biết đâu. Cái tâm tuyệt diệu như vậy đó, trùm khắp đất trời mà ở ngay trong thân mình luôn. Ngay trong cái thân làm này có tánh thật. Cả đất trời này cũng đều có tánh thần, không có chỗ nào thiếu mà tánh thần. Nhận ra chỗ này tu thành Phật. Còn mà khởi tâm tìm Phật kiếm Phật là mất Phật. Tại sao tìm Phật kiếm Phật là mất Phật? Mình là Phật đi kiếm Phật, nó Phật ở đâu kiếm? Tay nắm ngọc còn đi tìm ngọc, mình khởi trâu hồ học kiếm trâu, phải không? Khởi trên đường trâu rồi trâu đâu nữa kiếm. Bây giờ bữa nay quý vị vui vẻ nhận ông Phật đi là thành Phật. Nhận tôi là Phật, tôi là tâm thanh tịnh, tôi tu đắc đạo, thì nội đây đắc đạo hết, thành Phật hết. Còn sợ không dám, nó tôi không phải Phật đâu, tôi là chúng sanh, thì làm chúng sanh hoài. Đã vô lượng kiếp rồi, mình nhận là chúng sanh, mình luân hồi tới bây giờ. Bây giờ lần này, nhận tôi là Phật, thì tôi thành Phật. Chắc chắn như vậy, không nghi ngờ chứ. Phật là cái biết, mà hiện giờ mình đang biết nè. Mình có sai với ông Phật chút nào đâu. Nếu dùng cái đầu suy nghĩ tưởng tượng đó thì tất cả bà con mình đây mấy chục người khác nhau trời, không ai giống ai. Nằm ngủ trên một giường hai người nhất chim bao cũng không giống nhau đâu. Mà dùng cái biết thì quý vị đều là cái biết, tôi cũng cái biết, mà Đức Thầy ngồi đây cũng có biết, ông Thích Ca ngồi đây cũng có biết, ông Di Đà ngồi đây cũng có biết, thì chẳng nghe cái biết đồng với mười phương chư Phật rồi. Mình là Phật rồi. Với ập cũng với khó khăn gì đâu, nói tôi không được. Thành ra người ta tu không được là không biết tu, còn biết tu là được à, là dễ à, chắc chắn là không nghi ngờ gì hết. Thì nó lời nói của tôi thì tôi bảo đảm cho quý vị là đừng sợ trật, chắc chắn là chút. Bắn hết trúng dê đạn mà bắn ra mà không ai giải thưởng nữa. Bây giờ bắn được cái vô, trúng hồng tiêm là có giải thưởng liền. Tu ngay cái tâm mình là kết quả liền. Còn tu ở ngoài hoài tới chết không có tới đâu. Tu trong bụng chứ tu ngoài áo, đạo tại tâm chứ đạo tại mộc. Đạo cái miệng không có được, phải đạo ngay trong bụng mới được. Hồi đó ông Mỹ dứt đấy em, ông là tu sĩ nha. Bữa đó ông đi chung với Đức Thầy, cái đi ngang cái nhà của ông. Thế ông nói, bạch thầy đừng chờ tôi vô thai bộ độ. Tưởng đâu sao, ông sắm mấy đồ y chang như bộ đồ Đức Thầy, bộ đồ già ha, nó giặt miếng đàng hoàng. Cái ông bận đàng hoàng, cái ông đi ra. Cái thầy nói, bây giờ ông bận đồ già như thầy được rồi, người ta hỏi đạo ông có giảng như thầy cho ta nghe không? Thì cái hạnh tu của ông có giống thầy hay không? Nếu ông làm hai cái đó không được đấy, là không khéo người ta cho ông là tu quảng cáo,
Ông quản hồn vô khai bộ đồ, từ đó tới chết ông không dám mặc bộ đồ đó nữa. Tôi thấy không? Mình mặc bộ đồ giống ông Phật, mình chọn hình tướng giống Phật, tu quảng cáo. Chừng nào cái tâm mình giống Phật thì mới thành Phật. Yeah.